Hello, chào tất cả em đến kênh Gà Chọi Miền Trung. Lâu lắm rồi mới quay lại gà cho anh em xem. Hiện tại thì mình đang còn một cái kênh YouTube đang bỏ lỡ giữa chừng. Hôm nay rảnh rỗi quay lại và up cho anh em xem nha. Vẫn là gà chọi miền Trung ngày xưa đây. Đợt này thì mình có mấy em gà tơ dạng 2.6, 2.6, 2.7. Quay lại cho anh em xem. À, kế bên là có một em 6. 6, tao biểu. Có em 6 này mình nuôi xong mình thả ra nó ở đây luôn. Ở đây chơi chung với mấy gà. Sáu xinh đẹp à. Đây. Quay lại gà vịt. Đây là con gà ô chạng 2.6. Bên kia là con gà tía mập cũng 2.6 luôn. Trong chuồng dài là một gà tía cũng 2.6, 2.7 luôn anh em. Đây. 2.6, 2.7. Em này thì hiện tại chưa hồi phục. Bữa trước nhảy hai hồ hơi nặng đòn tí. Đợi em ấy hồi phục ạ. Anh em nhớ subscribe kênh Gà Chọi Miền Trung lại nha. Lâu quay gà lại cho anh em xem và biết kênh mình vẫn còn tồn tại. Hiện tại mình đang còn một kênh YouTube đang bỏ lỡ giữa chừng. Quay gà cho anh em xem. Sáo tao biểu ơi. Mình có một con sáo nữa nè. Mùa này thì trời khá là nóng. Hiện tại bây giờ nó để đứng bóng chiều thì đứng xế thì gà nó bất hợp thở không. Gà cũng gà ô này nó thở quá trời thở. Anh em xem kênh này, đăng ký là kênh giúp mình nha. Nếu mà đăng ký đều mình sẽ quay lại YouTube chơi gà rồi quay gà chim rồi. Đợt này mình có nuôi chà mào sinh sản nữa. Hiện tại mình đang có một cặp chà mào sinh sản. Kế bên đó giới thiệu luôn, mình đang hoạt động kinh doanh ngành quảng cáo. Vừa sắm một cái min và một đống dụng cụ. Thôi tạm biệt các anh em nha. Anh em mà đã từng biết tới YouTube Gà Chọi Miền Trung thì nhớ đăng ký lại kênh của mình nha. Mình sẽ quay gà lại cho anh em xem thử phản ứng của YouTube đợt này quay gà lại có bị xóa kênh hay gì không. Nè, đăng ký lại, thank you anh em, và anh em rất nhiều.